Hả? Ông Viên lại tay nữa, lại sắp cưới luôn à? Chưa. Hả? Sang năm nữa hay là cuối năm? Không, sang năm đấy. Thế à? Là năm 22 đấy. 22 chứ. À. Tưởng làm liên tục luôn. Đâu rồi, cháu nó còn đang đi học sao, cái con người yêu. Thế à? Đang học đại học, học thêm. Bố túc. Nhìn thế thì gọi là biết nhìn chứ. Tại vì là nó không có kiểu như kiểu cao thấp, mà nó cứ hàng đều đều vậy. Sáng bà Mùi bà lâu không thấy ông xuất ra ăn sáng. Thôi rồi, không dám. Hả? Có thời gian rồi. Thế à? Không thời gian. Ăn cái ra cái gì đâu. Ông San lâu cũng không ra rồi. Ông San. San kia kìa. Các bạn là có yêu lắm rồi. Đỡ rồi. Hả? Đỡ rồi. Lại đỡ rồi ạ. À. Nhưng mà chuyển sang lẫn rồi thì... Có rồi. Nói như cái gì vậy? Này. San ấy. Vẫn nói à? Chúng ta nói. Chèn chèn vào dây thần kinh nhớ rồi. Cho nên là lúc nhớ lúc quên. Móng này khủng hơn mấy cái móng như mấy nhà bên kia nhỉ. Mấy nhà bên kia bình thường hơn đúng không? À? Không dám sang đúng không?